Hello, xin chào các bạn, quay trở lại đến với video tiếp theo của mình nhá. Hôm nay mình lại sưu tầm được một em sù cái này, đèn cái này các bạn này. Đấy. Rất là ngoan luôn. Nhìn rất là yêu luôn. Nhanh nhẹn. Thế nào? Đuôi khói nào đây? Bình tĩnh nào. Khoảng chính giữa luôn các bạn. Nào, chậm rồi, bình tĩnh nào. Nào. Lần này mặt như con sói luôn các bạn. Đấy, dòng tay dựng đấy. Rất là nhanh này các bạn này. Đấy. Con này đốm lưỡi không anh? Đấy. Bạn này đốm lưỡi các bạn nhé. Giờ tính cái này. Đấy. Nhanh nhẹn luôn. Lông rất đẹp, đuôi dày nha các bạn nhé. Đấy. Người rất là đẹp các bạn. Tai gần dựng hẳn lên. Cái tai dựng này. Đây, lông đuôi này đang ướt. Đuôi bông lau các bạn nhé. Đuôi khô là rất là đẹp luôn. Này đốm lưỡi, đuôi cong chính giữa nhé các bạn nhé, nhận lại đen và ngực có tí trắng thôi. Đây này. Đấy. Nhanh lắm. Rồi vào chuồng nào. Đây, giới thiệu cho các bạn tiếp một em vàng cái này, vàng kim cái nha, quá đẹp luôn các bạn ạ. Bạn này đuôi khóa trái nha. Chính giữa. Bạn này cong chính giữa luôn. Hơi nghiêng sang trái. À. Dính cái này. Đấy. Để giữ các bạn ạ. Không là bạn chạy mất. Bạn này lưỡi hồng. Và nhìn rất là nhanh nhẹn các bạn ạ. Bạn này khoảng 3 cân, gần 3 cân các bạn ạ. Đấy. Rất là nhanh nhẹn. Sù rất đẹp nha. Tai cụp nhé. Đấy. Nhanh lắm. Con đực nè, đực đúng không? Các bạn lại chạy đi vệ sinh. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc nha. Các bạn thấy ưng và kết đẹp nào thì có thể liên hệ số điện thoại trên kênh. Rồi, video của mình đến đây kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn và các bạn trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.